Ngay sau khi lễ dâng hương và kiệu được rước từ đền Cố Trạch sang đền chính Thiên Trường, đã không xảy ra việc người dân ném tiền lẻ lên kiệu, nên nghi thức rước kiệu được thực hiện trong không khí trang nghiêm. 5 giờ sáng, ấn bắt đầu được phát cho du khách. Lần đầu tiên dự lễ hội, chị Thủy ở Hà Nội rất vui, mặc dù đông người nhưng xếp hàng trật tự. Năm nay thì tôi thấy là công tác phân luồng khá là tốt và có tới tận 4 điểm phát ấn cho người dân, thế nên là cũng không xảy ra tình trạng lộn xộn nhiều như nhiều năm trước đấy. Tôi nhận ấn rất là nhanh chóng ạ. Tôi rất là vui, rất là phấn khởi khi mà ban quản lý của đền đã có rất nhiều những cái tiến bộ trong công tác quản lý đường thông hè thoáng, công tác đảm bảo an ninh trật tự rất là được quan tâm, và du khách đến đây với một cái tâm thế rất là thoải mái, dễ chịu. Để đảm bảo cho lễ hội, thành phố Nam Định đã tổ chức 5 vòng an ninh, 2.000 cán bộ chiến sĩ cảnh sát tham gia, lắp nhiều camera để phát hiện xử lý nhanh các vụ việc. Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra tất cả các cái giá cả hàng hóa, chất lượng dịch vụ hàng hóa, tập trung vào xử lý ăn mày ăn xin. Công tác phân luồng giao thông cũng đã được lực lượng công an thành phố phân luồng từ rất sớm. Mặc dù là du khách có thể là tản bộ một cái quãng đường mấy trăm mét thôi, nhưng mà hầu như ai cũng cảm nhận được cái sự ngăn nắp và rất là thuận lợi. Năm nay không gian lễ hội được mở rộng, khôi phục nhiều lễ hội truyền thống, lượng du khách tăng, nên việc đảm bảo an ninh, an toàn trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường của lễ hội khai ấn đền Trần đã đáp ứng tốt nhu cầu tín ngưỡng đi lễ đầu xuân của khách thập phương.